Quý vị và các bạn thân mến, ngày 28 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc và Vũ Thị Hiền Hạnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 5 năm qua, đất nước ta đã có bước phát triển, tăng trưởng cao, người dân được hưởng thành quả phát triển, niềm tin được củng cố. Việt Nam đảm nhận nhiều vai trò trên trường quốc tế và khu vực, tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế quan trọng. Riêng năm 2020, do tác động của dịch COVID-19, nhiều nước rơi vào suy thoái, song Việt Nam vẫn là quốc gia duy trì tăng trưởng dương, dịch bệnh được kiểm soát, bảo đảm an sinh xã hội. Đến thời điểm này, chúng ta đã đạt được mục tiêu kép trong phòng chống COVID-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế. Công tác xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng cũng được đẩy mạnh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, năm 2020 là năm thành công nhất của nước ta trong 5 năm qua với tinh thần và ý chí vươn lên trong mọi khó khăn thử thách. Tạp chí The Economic tháng 8 năm 2020 đã xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, với tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8% một năm, giai đoạn 2016-2019, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất. Việt Nam cũng đã tạo ra hơn 8 triệu việc làm, thu nhập và mức sống người dân ngày càng tăng lên. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đây chính là thời điểm củng cố niềm tin, nền kinh tế, đất nước ta đang tiến nhanh và chắc chắn dân tộc ta sẽ tiến nhanh hơn nữa về phía trước. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, dự kiến phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2020 và 5 năm 2016-2020. Dự thảo nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Dự thảo nghị quyết số 02 của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng lần thứ tư liên tiếp tham dự hội nghị Chính phủ với các địa phương, đồng thời cũng nhấn mạnh năm 2020 có nhiều khó khăn thách thức, bất ngờ lớn, tác động nhiều mặt tới nước ta và toàn thế giới. Nhưng trong bối cảnh đặc biệt đó, chúng ta vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và nhiều dấu ấn nổi bật như tăng trưởng GDP, xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó là những kết quả toàn diện về đảm bảo an sinh xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và đang chuẩn bị tổ chức đại hội 13 theo đúng kế hoạch đề ra, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bài bản, đúng quy định, nhiều đổi mới. Về các giải pháp nhiệm vụ lớn trong năm 2021 và thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn vì mục tiêu đặt ra trong năm 2021 là rất cao trong bối cảnh chúng ta còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý đội ngũ cán bộ cả nước, giường cột của nước nhà, công bộc của dân phải luôn tự soi, tự sửa để không mắc vào những cám dỗ vật chất, để không xảy ra những điều không ai mong muốn. Nhân dịp năm mới 2021, thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Chính phủ và chính quyền các địa phương năm 2021 đạt nhiều thành tích tiến bộ hơn năm 2020.